Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Nếu tính đến hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2020 thì đây là chuyện bên lề lần thứ 1484. Và đây là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 509. Hôm nay viết cái tựa đề là Ma Sơ chơi piano, tức là ma sơ chơi đàn dương cầm. Mà cái chữ ma đấy, ma sơ tức là chị tôi, sơ là chị theo tiếng Pháp, tức là sister theo tiếng Anh. Còn ma đây là my đó, my sister, chị tôi. Nhưng lần này cái chữ ma lại nằm trong cái ngoặc kép, ám chỉ một cái gì khác, chứ không phải là như là chị tôi, chị của tôi nha. Thì đây không phải riêng cái chuyện ma sơ chơi dương cầm mà trong này bao gồm tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu chuyện của Bích Vân, của Phạm Tấn Tài, của Hương Trần và của Quốc Duy đã gửi về. Trong đó có những chuyện rất ngắn, có những chuyện khá dài. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc những cái bức thư có liên quan đến tâm linh mà các bạn đã gửi về. Việt Thảo xin phép được chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Đầu tiên là câu chuyện nói về ma chó của Bích Vân. Chào anh Thảo, sau đây em xin kể 3 câu chuyện. Chuyện này nó có chút xíu hả nha anh? Cười hi hi. Và em xưng là tôi nha. Nhà tôi có nuôi một con chó Nhật, bị mất vào hôm 23 Tết, kiếm hoài mà không gặp. Vậy đó mà mùng 1 này có một cái thằng bạn trai của con gái tôi, nó có ở lại nhà và xin ngủ lại. Rồi tối hôm đó nó ngủ, nó thấy con chó hiện về, quất đuôi, vẫy đuôi rồi biến mất. Sáng ra nó có kể lại cho gia đình tôi nghe. Nghe nó kể mà tôi buồn dữ lắm. Tại sao con chó của tôi nuôi mà nó không hiện về cho gia đình tôi thấy, mà lại cho thằng bạn trai con tôi nó thấy, trong khi nó lại là người bên đạo Chúa nữa. Rồi đã vậy, nó còn nói là ngày mùng 2 Tết thì bên nhà nó hay làm thịt chó để mà ăn lắm. Làm cho tôi buồn thêm một lần nữa. Đã mất chó rồi, còn nghe nói là người ta sẽ ăn thịt chó. Tôi mới nghĩ tới ở trên đời này sao có những người bắt chó rồi đem bán. Bởi vậy cho nên mới có người mua để mà ăn thịt. Và ngược lại thì cũng tại vì bởi có người mua ăn thịt chó cho nên mới có những kẻ đi bắt chó để đem bán. Bởi vậy cho nên mình mới bị mất chó, mà mất vào những ngày gần Tết đến nữa. Rồi lại còn nghe người ta nói Tết này ăn thịt chó nữa. Thiệt là hết sức đau lòng. Còn đây là câu chuyện về ma khác cũng ngắn nữa thôi. Đó là cái chuyện mà liên quan tới ma cắn người ta, nó cạp người ta. Thì cái chuyện này cũng là cái chuyện xảy ra gần Tết. Thì tôi có con bạn thân, nó làm chung một cái chỗ làm với tôi, nó tên là con Tươi. Thì trong giờ làm việc đang rảnh, nó mới chạy lại nó kể chuyện cho tôi nghe. Nó nói hồi tối đang nằm ngủ, khi lúc đó cũng gần sáng, thì nó có cái cảm giác là có ai đó đang nằm bên cạnh của nó. Rồi nó mới lấy tay nó sờ cái thì trúng ngay cái miệng. Thì lúc đó tự nhiên người nó cứng đơ hết. Nó mới liếc nó nhìn, nó thấy có cái đầu không hầm, không có mình. Mà cái đầu nó cứ cạp vô cái cánh tay của nó. Lúc đó nó vừa đau mà nó vừa sợ. Mà cái tay nó cứ ngắt, đâu có lấy tay về được. Nó mới tập trung lại, nó niệm Phật. Thì tự nhiên nó không bị cạp tay nữa. Và nó nhìn thì thấy cái đầu đã biến mất rồi. Sau khi tỉnh lại, nó mới nhìn cái cánh tay của nó thì nó thấy bầm tím hết trơn à. Như vậy rõ ràng rằng phải có cái gì đó cái tay nó mới bị bầm. Mà nó thì nó nhìn thấy là cái đầu của người ta cạp nó. Thì sau đó nó có rủ tôi đi chùa với nó. Tôi không hiểu tại sao nó lại vẫn tiếp tục ở căn nhà đó mà nó không dọn đi. Thì tôi có hỏi nó nói là ở nhà đó thì làm ăn được, bây giờ dọn đi đâu bây giờ? Thiệt là hết nổi nó luôn, gặp tôi là tôi dọn đi ngay từ ngày đầu rồi. Còn đây cũng là câu chuyện ngắn thôi, nói về con ma nó đánh đầu. Thì ở trong nhà của con Tươi mà nó bị mà con ma cạp tai nó đó, thì có một đứa ở chung nhà với nó tên là con Ngân. Thì hôm nọ con Ngân nó ngủ ở nhà nó có một mình à. Đang ngủ nó bị ai đánh vô đầu nó một cái. Thì nó giật mình thức dậy, nó giáo giác, nó nhìn chung quanh, nó đâu thấy ai đánh đâu. Thôi, không có thấy gì hết, thôi, nằm lại ngủ tiếp. Nó chưa có chợp mắt được bao lâu, nó lại bị đánh vô đầu nó cái lần thứ hai nữa. Nó cũng giật mình thức dậy, nó nhìn chung quanh cũng không thấy ai hết. Lúc đó nó sợ rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Thôi, nó không nằm như vậy nữa, nó xây kiển qua cái đầu chỗ khác nó nằm. Thế là nó ngủ yên được cho tới sáng. Rồi sáng ra thì nó mới kể lại cho mọi người nghe, mới biết là nó đang ngủ mà bị người ta đánh đầu, mà người ta đây nó không thấy là ai hết. Nếu không phải là ma, vậy là ai nữa bây giờ? Đó là câu chuyện ma đánh đầu đến đây đã hết. Em xin chúc anh năm mới 2021 vạn sự điều tốt đẹp, tấn tài, tấn lộc, tấn sức khỏe nhà anh Thảo. Hi hi, em là Bích Vân. Đó là ba câu chuyện ma ngắn của Bích Vân đã viết và gửi về cho Việt Thảo để chia sẻ lại với mọi người. Bây giờ chúng ta qua những câu chuyện khác của Phạm Tấn Tài. Câu chuyện nói về con quỷ ăn vụng. Xin chào chú Việt Thảo, con tên là Phạm Tấn Tài, quê ở Sóc Trăng. Trước khi vào câu chuyện thì con xin chúc chú có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Hôm nay con xin kể cho chú Việt Thảo một câu chuyện do cha con kể lại và được chính cha con tận mắt thấy. Và nhân vật xưng là tôi trong câu chuyện này chính là cha của con. Câu chuyện xin được bắt đầu. Cha tôi có kể cho tôi nghe. Như vậy thì mình thấy rõ ràng tôi đây là ba của Phạm Tấn Tài. Mà cha tôi tức là ba của ba Phạm Tấn Tài, tức là ông nội của Phạm Tấn Tài nhé. Cha tôi có kể cho tôi nghe khoảng 30 năm trước, nhà cha mẹ tôi ở, ôi thôi, ma quỷ đủ thứ loại. Lúc đó thì chỉ có cha và mẹ tôi ở chứ không có ai dám ở lại hoặc ngủ qua đêm. Tại vì hễ cứ nằm xuống là bị ma quỷ nó đè, nên ai cũng sợ mà không dám ngủ. Một khoảng thời gian sau thì mẹ tôi mang đứa con đầu lòng đó chính là chị tôi. Rồi một ngày kia, tầm cỡ hơn giữa đêm, lúc đó cha tôi ổng thấy đói bụng nên ổng nói với mẹ tôi là ổng đi xuống bếp để kiếm cái gì ăn. Thì ổng mới bước ra khỏi cái cửa buồng. Ổng dối tay lấy cái đèn dầu để mà đi xuống bếp. Thì phía từ nhà trước nhìn xuống bếp, ổng thấy có ai đó đứng dưới bếp đang ăn cơm. Ôi cha, ổng giật mình. Tại vì ở trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Vậy thì ai đứng đó ăn cơm? Ổng nhìn kỹ lại thấy người đó đen thui, thân hình rất to lớn. Ổng mới lên tiếng: ai đó? Thì người đó không trả lời, mà cái thân mình người đó từ từ mờ dần rồi biến mất. Vậy là ổng biết mình không phải gặp người ta rồi. Thôi, lặng lặng trở về phòng, chứ không dám mò xuống bếp để ăn, mặc dù rất đói bụng. Lúc này thì mẹ tôi đang mang thai nên cha tôi cũng không có dám nói cho mẹ tôi nghe. Tại sợ mẹ tôi nghe rồi sợ không có dám ngủ, nên ổng cứ lơ cái con ma ấy đi mà đi vào để tiếp tục ngủ. Khi cha vừa nằm xuống giạc chưa có kịp nhắm mắt ngủ thì bị đè ngay. Lúc đó thì cơ thể ông nặng chình chịch không có cử động được. Ông vừa bực vừa giận thì cha tôi ông mới chửi thề. Ông nói: mẹ mày ngon rồi, bữa nay mày dám vô nhà tao mày lục cơm ăn, rồi bây giờ mày còn dám đè tao nữa. Sau này á hả, ăn cơm dư bao nhiêu tao đổ hết, coi mày có vô lục cơm được nữa để mà ăn không. Ổng mắng xong rồi thì cái cơ thể tự nhiên nhẹ dần rồi trở lại bình thường. Thế là cha cũng không có nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nhắm mắt rồi ngủ. Hôm sau trong khi cả nhà đang ngủ thì ở trên gác nghe như hình như là ai á vác cái bao lúa nó nặng rồi rớt từ trên xuống một cái rầm một cái. Lúc đó thì mẹ tôi thức giấc định kêu cha tôi đã xem coi có ăn trộm gì không, thì lại nghe trên gác có tiếng hừ hừ giống như là lấy sức hay rên gì đó, hay là khiêng cái gì nặng lắm. Rồi cái tiếng bao lại rớt và cứ lặp đi lặp lại cho đến gần 5 giờ sáng mới hết. Rồi có một hôm thì có ông Tư ở dưới chùa lên để mà thăm cha tôi, rồi sẵn dịp ông đi chơi thăm bạn bè gì của ông luôn. Thì ông Tư này ổng rất là hay. Ông thường được các vị thần như là ông Lục nè. Ông Lục ở đây là người nuôi các đứa trẻ bên đạo Phật, và ông Lục là người phù hộ cho những đứa trẻ đó. Rồi còn rất nhiều vị thần khác từng nhập vào ông Tư, cho nên không có ma quỷ nào dám động vào ông hết. Cha tôi, ông có kể lại những chuyện này cho ông Tư nghe. Ông Tư, ông nghe xong, ông nói, ông biết đó là quỷ rồi. Thế là ông mới làm cho cha tôi một cái lá bùa và chỉ cho cha tôi cái chỗ con quỷ ở để cho cha tôi dán cái lá bùa lên mà ếm. Ông Tư, ông nói nếu mà trời mưa ngang thì con quỷ đó sẽ bị sét đánh cho mà coi. Nói xong rồi, ông đi ra về. Cha tôi nghe lời ông Tư đem lá bùa đi dán vào cái cây dừa, nơi mà ông Tư nói là chỗ đó có con quỷ. Quả nhiên chiều hôm đó, khi mà mưa rất lớn và sấm sét nổi lên, đánh vô cái cây dừa chỗ mà con quỷ nó ở, đánh rất là mạnh luôn. Mạnh đến nỗi cây dừa nó bị chẻ ra làm hai. Mà cái dừa này thì kế nhà của anh họ tôi, đánh lớn đến độ ổng sợ mà không dám đi ra ngoài luôn. Đó là câu chuyện có liên quan đến cái con quỷ ăn dụng. Còn đây là câu chuyện cũng liên quan đến vấn đề tâm linh. Không biết cái tiếng ai mà rì rầm nói chuyện ở trong cái đêm giỗ. Nhà tôi mỗi khi có đám là không ai dám ngủ lại, bởi vì khi ngủ thì ai cũng nghe cái tiếng rầm rì nói chuyện của ai đó mà không có thấy mặt. Hôm đó cũng là ngày đám giỗ ông bà ngoại tôi, thì mẹ tôi cũng như thường lệ đều thức rất sớm để chuẩn bị đi chợ tận mà mua đồ cho ngày giỗ. Lúc đó mới có khoảng 3 giờ sáng thì mẹ tôi phải nấu cơm sớm để cho cả nhà ăn rồi còn đi chợ nữa. Phải nói ngày xưa mà gia đình tôi rất khổ nên bếp không có ở trong nhà mà phải tích ở ngoài bụi tre. Khi đang nấu, mẹ tôi nghe cái tiếng rì rầm như ai nói chuyện ở ngoài bụi tre. Quay lại thì không có ai. Thôi chắc là nghe lầm, không có để ý tới nữa. Rồi lo nấu cơm thì sau đó lại nghe tiếng nói của ai đó lại phát ra lần nữa. Khi đó mẹ mới quay lại, mẹ thấy một cái bóng rất to lớn đứng trên đọt tre mà không bị té hay không có lung lay gì hết, trong khi cái đọt tre nó dịu quặt. Mẹ tôi hoảng hồn sợ quá, phải chạy vào trong nhà nằm cho đến sáng. Cho đến khoảng 6 giờ sáng, lúc đó mẹ tôi mới dám lò dò ra ngoài chỗ nấu cơm. Thì mới thấy rằng cái nồi cơm mà mình nấu hồi giấc khuya cho tới sáng, vậy đó mà nó thiêu hết trơn. Rồi ngày hôm đó cũng đám giỗ, rồi sau đó thì kết thúc vào cũng khoảng 7-8 giờ đêm. Đến 7-8 giờ đêm thì mọi người đều nghe cái tiếng rì rầm lại bắt đầu phát ra. Mọi người đoán có lẽ nào những người khuất mày khuất mặt họ cũng ăn nhậu như ngày thường. Cái giờ đó giờ họ ăn nhậu mà. Và cho đến tầm cỡ khoảng gần nửa đêm thì không nghe cái tiếng rì rầm của người nói chuyện nữa. Phải nói hiện tượng này không phải xảy ra hoài, chỉ có một lần một là vào cái ngày giỗ. Nhưng mà những cái hiện tượng tâm linh đó dù là một năm xảy ra một lần nhưng mà không bao giờ quên được đối với gia đình chúng tôi. Đó là những câu chuyện của Phạm Tấn Tài. Bây giờ chúng ta qua những câu chuyện của Hương Elizabeth Trần nhé. Chào anh Việt Thảo. Hôm nay em gửi cho anh thêm một câu chuyện ma ngắn nữa. Câu chuyện này do một người bạn của em kể lại. Chuyện xảy ra vào khoảng năm 1983 hay 1984 gì đó. Dạo đó thì gia đình em có một người bạn tên là Dũng. nhà Dũng ở nhà bè, còn gia đình em thì ở quận 3 Sài Gòn. Dũng có lớp học Anh ngữ vào buổi tối, nên anh chàng hay ghé nhà em chơi sau mỗi giờ học. Một buổi tối Dũng ghé chơi và kể cho gia đình em nghe cái câu chuyện sau đây. Như vậy thì từ bắt đầu bây giờ, cái nhân vật tôi trong câu chuyện chính là Dũng nha. Tôi có lớp học Anh ngữ vào buổi tối từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Cái ngôi trường mà chúng tôi đến học là một dòng tu nữ trước năm 1975. Sau năm 1975 thì dòng tu bị giải thể, không ai dùng đến tòa nhà này trong một thời gian dài. Vào đầu những năm 1980, do nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao, trung tâm học tiếng Anh mọc lên như nấm. Dòng tu này cũng được dùng làm một trong những trung tâm dạy tiếng Anh. Ngôi trường hay là cái dòng tu này tọa lạc ở gần nhà thờ Mai Khôi ở Sài Gòn. Trường thì chỉ có khoảng từ 10 đến 12 lớp, thì phần còn lại của dòng tu bỏ trống và tối thui không có ánh đèn. Buổi tối hôm đó, trong lúc tôi được 10 phút giải lao, tôi nhìn qua cái khu vực tối tăm đối diện với lớp học của mình, mà tôi nhìn không có mục đích rõ ràng nào cả. Rồi tôi bước vòng theo hành lang để đi qua khu vực bên đó. Đang đi, tôi chợt thấy có một phòng để cửa hé mở. Tôi tò mò nhìn vào thì thấy có một nữ tu mặc áo dòng màu đen đang ngồi chơi dương cầm. Căn phòng thì không có đèn điện, chỉ có một cây đèn dầu trên cây dương cầm. Mà nữ tu này ngồi thì quay lưng về phía tôi, nên tôi không có thấy được mặt bà. Tôi nghe được tiếng dương cầm nhẹ nhàng, uyển chuyển và rất là hay. Sau đó tôi phải quay trở lại lớp học, thiệt là tiếc vô cùng. Trên đường về, tôi tự hỏi dòng tu này đã đóng cửa từ rất lâu rồi, thì tại sao bây giờ lại còn có một bà Soeur ở lại? Hơn nữa, tại sao bà lại ngồi đánh đàn trong đêm tối như vậy? Và rồi tôi tự hỏi, người nữ tu mà tôi thấy hôm nay là người hay là ma Soeur mà trong ngoặc kép? Còn đây là những cái lá thư của Quốc Duy gửi cho Việt Thảo có những chuyện liên quan đến tâm linh. Và em có cái mơ ước là chỉ mong sao câu chuyện này đọc mà được trước hoặc trùng vào ngày sinh của mẹ mình. Đó là ngày 24 tháng 4, mẹ sinh năm 1960. Như vậy thì mẹ của Quốc Duy nhỏ hơn Việt Thảo 6 tuổi. Nhưng mà có điều rất tiếc là khi Việt Thảo đọc câu chuyện này thì bây giờ đã là tháng 6 rồi nha. Không có đúng cái ngày sinh nhật được, cho Việt Thảo xin lỗi. Dù trễ nhưng mà Việt Thảo cũng xin được chúc mừng sinh nhật của chị Trần Ngọc Hải, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1960, là mẹ của Quốc Duy, ở gần chợ Thị Nghè Sài Gòn. Xin được chúc mừng ngày sinh nhật đến chị Trần Ngọc Hải nha, mẹ của Quốc Duy. Sinh nhật vui vẻ. Và câu chuyện ma này nếu chị nghe được thì coi như cũng là món quà mà của Quốc Duy cũng như của Việt Thảo gửi đến cho chị nghe cho vui, mặc dù sinh nhật đã qua rồi nha. Nội dung bức thư như sau: Dear chú Thảo, con là Quốc Duy. Con xin gửi chú chuyện của con. Xin chú dành thời gian giúp con gửi đến mọi người. Con xin cảm ơn chú rất nhiều. Sau đây là chuyện của con. Trước đây con cứ gửi chuyện cho chú vào chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ 316. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã gần 1 năm từ hồi con gửi chuyện cho chú, cũng như đã hơn 2 năm từ ngày đầu tiên chú kể chuyện ma. Và con tự hào mình là khán giả ruột, không bỏ sót bất kỳ tập nào của chú. Mà dường như đã thành thói quen của con rồi. Tối nào không nghe chú kể chuyện lại thấy thiếu. Bản thân con rất hiếm khi nghe chuyện ma, cũng như không thích những câu chuyện mê tín, thêm thắt nhằm hù dọa người nghe. nhưng khi nghe chú kể, con lại cảm nhận được cái mộc mạc chân thật, y như khi nhỏ được nghe ông bà mình kể chuyện vậy. Thành thử đâm ra ghiền lúc nào không hay. Mặc dù sống ở Việt Nam, nhưng con luôn theo dõi sát cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ từng ngày. Nhưng cuối cùng điều vô lý nhất thì lại cứ diễn ra trong sự ngỡ ngàng. Người được sự ủng hộ của thế lực truyền thông và Big Tech đã thắng lớn. Đã thắng thôi. Đúng là một khi truyền thông che chở thì quả ấu nó cũng tròn. Còn họ không thích thì bồ hòn cũng méo. Mặc dù ông Donald Trump không thắng được họ lần này, nhưng ông đã giúp cho hàng triệu người nhận ra được đầm lầy đã che trời bấy lâu nay. Riêng con ấm ức mất ngủ mấy ngày liền. Cũng may nhờ có chuyện ma chú kể nên mới đỡ phần nào. Nay con tiếp tục gửi chú 3 câu chuyện tâm linh mà con từng trải. Đó là tâm tình mở đầu của Quốc Duy. Bây giờ câu chuyện thứ nhất là nói về ma ở khách sạn Vũng Tàu. Câu chuyện này xảy ra năm 2016 của bạn gái con, mà con là người chứng kiến gián tiếp. Bạn gái con tên Quỳnh, đương nhiên con đã đổi tên. Bữa đó Quỳnh và thêm 2 cô bạn gái nữa cùng ra Vũng Tàu chơi. Mọi người đặt phòng tại một khách sạn 3 sao ở trên đường Thùy Vân ở Bãi Sau. Mặc dù đi chơi nhưng tụi con vẫn giữ thói quen chat cho nhau mỗi tối. Tối đó khi đang chat thì Quỳnh nói với con, anh ơi em sợ quá, phòng này có ma. Quỳnh nói tiếp, lúc nãy tụi em đang nằm chơi thì nghe trong toilet có tiếng động. Có nghe cả tiếng mở vòi sen rồi tắt ngay, mà tụi em không ai dám vào xem. Con nhìn đồng hồ lúc đó khoảng 11 giờ đêm, con liền trấn an. Chắc là do cái khóa bị hư nên rỉ nước thôi, em đừng sợ. Hai đứa tiếp tục chat cho đến hơn 12 giờ đêm. Hai cô bạn chung phòng lúc này do sợ quá đã trùm mền kín mít. Không biết là đã ngủ hay chưa. Lần này là cánh cửa tủ quần áo nằm gần cửa chính tự động mở ra rồi đóng vào, phát ra tiếng rầm thiệt lớn. Hai cô bạn nằm kế mới kéo mền ra nhìn. Ba người nhìn nhau như hiểu chắc chắn điều gì đang diễn ra rồi. Lúc này Quỳnh mới nói với con, thôi em tranh thủ ngủ trước đây, chứ lát mà hai đứa kia ngủ là em sợ lắm không ngủ được. Con chỉ biết trấn an, chứ thật ra cũng bối rối vì vừa chứng kiến hiện tượng là diễn ra một cách gián tiếp. Hiện tượng lạ diễn ra một cách gián tiếp. Vì tò mò sau này khi con đi ra lại Vũng Tàu, con có đến lại khách sạn đó để hỏi thuê phòng. Nhưng do bữa đó là ngày lễ nên giá phòng hơi cao nên con chưa có dịp trải nghiệm. Là một gymmer, con nghĩ chỉ cần luôn tập luyện thể thao sống lành mạnh để tinh thần và thể trạng luôn ở trạng thái tốt thì dương khí sẽ càng tăng cao, ma cỏ gì cũng khó mà tiếp cận được mình. Đó là câu chuyện thứ nhất nói về ma ở khách sạn Vũng Tàu. Còn đây là câu chuyện thứ hai nói về ma giấu cái cục sạc pin ở Đà Lạt. Chuyện xảy ra một ngày đầu năm 2018. Thì khoảng thời gian này con vẫn đang công tác ngoài Nha Trang. Vì gần Tết nên bạn gái con tranh thủ bay ra Nha Trang để cùng con đi xe máy lên Đà Lạt. Tụi con hai đứa trên một chiếc xe số Yamaha Taurus cũ kỹ cùng nhau vượt đèo Khánh Lê. Con đèo gấp khúc nối từ Nha Trang lên Đà Lạt. Xuất phát lúc 4 giờ chiều khi trời còn nắng. Cảm giác cả hai rất háo hức vì lần đầu cùng nhau vượt đèo, cùng ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ, cũng như sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ khi leo đèo. Nhiệt độ đang bình thường, nhưng chỉ cần chạy lên vài vòng đèo thì nhiệt độ đã thấp hơn rất nhiều. Như khi là đang ngoài trời mà bước vào phòng có máy lạnh vậy. Điều này chỉ khi đi xe máy mới cảm nhận được. Vì không chuẩn bị găng tay nên con không thể chạy nhanh được, mà muốn nhanh cũng không được với chiếc xe cà khổ này. Tới khoảng 7 giờ tối, con thì muốn dừng chân để mặc thêm áo. Nhưng khi dừng tắt máy xe thì đèn pha cũng tắt theo. Lúc này con mới hiểu ý nghĩa của cái gọi là tối như mực là như thế nào. Trời tối đến mức hai người đứng gần nhau 1 mét mà đã không thấy mặt nhau. Hai bên đều là rừng, khung cảnh rất âm u. Quỳnh bắt đầu lo sợ nên hối con đề máy xe để tranh thủ đi. Trong đầu con nghĩ đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ma về các đoạn đường đèo đi Đà Lạt. Không ngờ nay lại ở trong cái hoàn cảnh này. Chỉ có điều là còn thiếu có con ma, nhưng mà thôi, không gặp thì tốt hơn. Cho đến 8 giờ tối thì cuối cùng bọn con cũng đã đến Đà Lạt. Địa điểm dừng chân là một khách sạn quen thuộc gần chợ Đà Lạt. Tính bạn gái con rất nhát, sợ ngủ chỗ lạ, nên con thuê ngay chính căn phòng lúc trước tụi con đã từng ở. Cứ tưởng yên tâm, nhưng dường như căn phòng này giờ đã không còn như trước. Khi vừa bước vào phòng, vẫn cách bố trí cũ, nhưng con có cái cảm giác sờn rợn, như mình vừa bước vào phòng thì đã có ai bên trong rồi. Tất nhiên là con không nói điều này với Quỳnh. Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Vào buổi sáng trước khi rời khách sạn để đi chơi, do thói quen con có dặn lễ tân là phòng của con hôm nay do not disturb, nghĩa là không cần phải dọn phòng. Đến trưa khi quay lại phòng, Quỳnh mới tìm cục sạc điện mà cô ấy vừa dùng đêm hôm qua. Trước khi rời phòng, rõ ràng là đã để trên bàn. Sau khi check lại với lễ tân, họ xác nhận do con yêu cầu nên không có nhân viên nào vào phòng. Thật là kỳ lạ. Là một người có kinh nghiệm làm trong ngành khách sạn, con đã tìm dưới gầm giường, các ngóc ngách và xếp gọn lại quần áo nhưng vẫn không tìm thấy. Cũng may hôm sau, mẹ và em trai của con cũng lên ở đây và chúng con có thể mượn cục sạc để dùng. Đêm hôm đó con thấy Quỳnh không còn hoạt ngôn như bình thường. Bản thân con cũng thấy có điều gì không ổn từ trong căn phòng này, nên con mới để đèn sáng đi ngủ. Và thiệt là ngạc nhiên, Quỳnh cũng không kêu con tắt đèn. Rồi giấc ngủ cứ đến chập chờn, ngủ được một lúc, con cảm thấy như có ai đó đứng nhìn mình từ phía cửa chính. Khi con hé mắt mở ra để nhìn thì con mới nhận ra là mình không cử động được. Lần này con lại bị đè y như hồi ở Nha Trang, cảm giác như có bóng ai đứng không thể nào soi qua nhìn được. Con thấy Quỳnh vẫn ngủ kế bên và soi lưng về phía con. Dù con cố lấy chân để khiều cô ấy, nhưng chắc vì lực chưa đủ mạnh nên cô ấy vẫn không biết. Khoảng 5 phút sau cô mới bật dậy được. Nhìn đồng hồ, đã là 1:30 sáng. Rồi thì con thức trắng cả đêm. Con thì không có sợ, nhưng vì cảm thấy không an toàn. Một phần vì con muốn thức canh chừng cho bạn gái con ngủ, để lỡ mà có chuyện gì thì có con ở đây để mà kêu dậy. Qua ngày hôm sau, gia đình của con lên Đà Lạt và ở căn phòng trên phòng của con một lầu và hướng ra trước nhà, còn phòng của con thì nằm ở phía đuôi nhà. Mẹ con thì có thói quen dùng iPad để chơi game. Tối đó trước khi đi ăn tối, con có cắm cái sạc iPad để lúc về mẹ còn có pin để mà dùng. Vậy mà sau khi về lại phòng thì con thấy ai đã rút cái củ sạc ra khỏi ổ điện rồi. Đầu kia vẫn còn cắm vào iPad. Rõ ràng con đã cắm sạc vào ổ, mà còn check iPad ở trạng thái sạc rồi mới đi. Quỳnh như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mới nói cho con biết cô ấy đã có cái cảm giác rờn rợn sống lưng từ đêm đầu tiên. Con tự hỏi, ai lại làm điều này? Hay là có vong linh nào đó đang muốn trêu đùa mọi người? Sau 4 năm quen nhau, cuối cùng tụi con không còn cùng nhau bước tiếp nữa. Nhưng những chuyến đi này cũng là một phần ký ức đẹp mà con sẽ nhớ mãi. Còn đây là câu chuyện thứ 3, nói có liên quan đến một cái linh cảm mà xấu. Chuyện xảy ra vào cuối năm 2019. Vì buồn chuyện cá nhân từ Sài Gòn, con lại dự định cho một chuyến du lịch một mình lên thăm lại Đà Lạt, nơi mà con có rất nhiều kỷ niệm. Trước khi đi, con thăm dò những người bạn xem ai có đang trên đó để hỏi xem thời tiết khí hậu như thế nào. Thì may mắn có một cô bạn cũng vừa lên đó. Nhưng mà qua sáng hôm sau, cô bạn nói với con là cô ấy đang về, vì tâm trạng không tốt, cả đêm không ngủ được, và trong người cứ trong tình trạng bồn chồn lo lắng. Cô ấy nói với con là trước kia cô ấy cũng hay bị như vậy, Và sau đó đúng là điều xui rủi sẽ xảy ra. Cô bạn này theo đạo Công giáo, con thì không tin lắm, chỉ nghĩ là sự trùng hợp nên nói cô ấy đừng lo. Cho đến trưa thì con có hỏi thăm, cô ấy cho biết tình trạng vẫn như vậy, vẫn cứ hồi hộp và lo lắng. Con thì nghĩ cô này chắc có cái bệnh lý gì đó. Đến chiều tối con mới nhận được tin nhắn, báo là thằng em họ của cô ấy vừa mới mất tức thì vì tai nạn giao thông. Người này đi xe máy chở theo một người bạn, không hiểu vì lý do gì chạy vào làn đường dành cho ô tô và đụng vào một chiếc xe tải, chết ngay tại chỗ ở tại Biên Hòa. Khi nghe tin con rợn cả sống lưng, đứng chết chân một hồi. Lần này con không muốn tin nhưng cũng phải tin, vì linh cảm đã có thật. Cái điều gì đó đã thôi thúc cô ấy quay về nhà ngay trong ngày người em họ mất. Đó là những câu chuyện của con. Cuối thư con mong cuộc sống bình thường sớm trở lại với mọi người. Con thì rất ít khi hâm mộ nghệ sĩ, vì từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ chỉ thân thiện với khán giả khi trước ống kính máy quay. Còn ngoài đời, họ là một con người khác. Riêng con rất thích các cô chú ca nghệ sĩ đời trước. Con cảm nhận được sự thân thiện và yêu nghề thật sự. Cũng như con mong có một ngày được ôm chú một cái ngoài đời để xem cảm giác ôm người nghệ sĩ mình yêu mến là như thế nào. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đặc biệt cảm ơn chú Việt Thảo đã dành nhiều tâm trí công sức để truyền tải những thông điệp sống tốt đến cho con cũng như khán giả. Tháng 4 là sinh nhật mẹ con. Nếu có thể con mong chú gửi đến mẹ con lời chúc để mẹ con vui. Vì mẹ con rất hay nghe chuyện của chú, rất ngại vì đã phiền chú. Một lần nữa con xin cảm ơn, xin chào chú và chúc chú có nhiều sức khỏe hơn cả ông Donald Trump. Đó là cái bức thư có liên quan đến những chuyện tâm linh mà Quốc Duy đã gửi cho chúng ta. Một lần nữa happy birthday mẹ nha, mẹ của Quốc Duy nha. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 509 và đây là Chuyện bên lề lần thứ 1484. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Việt Thảo đã chọn rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Đó, trời ơi, xanh ngước này. Úi chà, quá đẹp luôn. Việt Thảo từng hay ăn buổi sáng, ăn thế cho điểm tâm. Chọn cái này, ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa. Cao máu, tiểu đường, gan rồi nhuận trường, tốt cho mắt hay là da vẻ đẹp thì là có hết nha. Cái này Việt Thảo ăn mỗi ngày. Tôi ăn tôi nhớ tới các chùa hoặc là các vị nào ăn chay. Trời ơi, cái này là thích hợp luôn. Sáng thức dậy ăn được, trưa ăn được, chiều ăn được, tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được. Mà ăn như này là ăn chay mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha, giúp cho tuổi già, giảm huyết áp, nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa, mắt sáng lên, da dẻ đẹp ra, chống lão hóa. Ôi chà, nhiều thứ lắm. Tại nó có nhiều kali và vitamin D trong đó nữa. Dạ. Chúng tôi phân phối những sản phẩm của công ty Nữ Hoàng Rong Nho trên toàn thế giới. Riêng tại Virginia thì chúng ta có thể mua trực tiếp nha, tại Eden Supermarket ở ngay trong Eden Center, để cho các bạn ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khi đi chợ, đi mua hàng hóa, đi mua nhu yếu phẩm về để dùng cho nơi mình ở, có thể ghé vào Eden Supermarket, có đủ rong nho rong biển cho mình. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn. Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ, mình hiểu biết được, nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.